Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 4 tháng 3, Công an huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự hai đối tượng vi phạm nồng độ cồn, tấn công lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Trước đó vào tối 3 tháng 3, Tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trực tự Công an huyện Gia Bình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát Cấm chốt xử lý vi phạm trên tuyến đường thuộc địa bàn huyện. Quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện hai người đàn ông đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, nên đã tiến hành dừng phương tiện. Kiểm tra sau đó, người điều khiển xe máy được xác định là Trịnh Xuân Thành, sinh năm 1987, trú tại huyện Gia Bình, vi phạm nồng độ cồn mức 0,614mg trên một lít khí thở. Người ngồi sau là Nguyễn Xuân Chúc, có mức nồng độ cồn, 0,442mg trên 1 lít khí thở, vượt mức xử phạt kịch khung của khung hình phạt là 0,4mg trên 1 lít khí thở. Khi tổ công tác lập biên bản xử phạt, hai đối tượng xin xỏ bỏ qua vi phạm nhưng không được đồng ý nên đã nảy sinh hành vi côn đồ tấn công cán bộ của tổ công tác cảnh sát giao thông. Trước hành vi manh động của các đối tượng, Tổ công tác và người dân chứng kiến vụ việc đã hỗ trợ khống chế bằng giao những người này cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gia Bình xử lý theo quy định. Hiện công an huyện Gia Bình đã tạm giữ hình sự hai đối tượng và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Liên quan đến vấn đề đo nồng độ cồn và chống đối người thi hành công vụ, trước đó ngày 1 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Long đã hoàn tất hồ sơ điều tra đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Giáp, sinh năm 1984, trú tại khu 6, phường Bãi Cháy, thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh, về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 21 tháng 2, tại km 106, cộng 500, quốc lộ 18, thuộc khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, thành phố Hà Long, Tổ công tác thuộc đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2, phòng cảnh sát giao thông phối hợp với đội liên ngành số 1, trạm kiểm tra tải trọng cân Quảng Ninh tiến hành lập chốt kiểm soát đo nồng độ cồn, ma túy, cân trọng tải các phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Đến 10 giờ 10 phút cùng ngày, tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện hướng dẫn vào làng kiểm soát nồng độ cồn đối với xe ô tô biển số 23A10800 do đối tượng Nguyễn Ngọc Giáp điều khiển trên xe không có thêm ai khác. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông mà có hành vi quay đầu xe, bỏ chạy ngược chiều. Ngay sau đó, đại úy Hoàng Minh Đức, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã nhanh chóng tiếp cận phía trước phương tiện trên và tiếp tục ra tín hiệu dừng phương tiện, yêu cầu lái xe tắt máy, xuống xe làm việc với tổ công tác. Trước yêu cầu của cảnh sát giao thông, đối tượng vẫn cố tình tăng ga lao thẳng vào đại úy Hoàng Minh Đức, khiến đồng chí phải né tránh sang bên phải và ngã xuống đường bị xây sát nhẹ. Chưa dừng lại, Nguyễn Ngọc Giáp tiếp tục điều khiển phương tiện vào đường ngược chiều bỏ chạy. Nhận thấy hành vi của Giáp vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, tổ công tác đã bám theo sử dụng loa liên tục yêu cầu lái xe chấp hành. Khi đến khu vực thuộc tổ 11A, khu 4A, vườn Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tổ công tác đã dừng được phương tiện khống chế lái xe trên. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở lần 1 là 0,115mg trên 1 lít khí thở. Tiếp tục kiểm tra lần 2 kết quả là 0,117mg trên 1 lít khí thở. Tiếp tục kiểm tra nhanh ma túy, kết quả ghi nhận Nguyễn Ngọc Giáp dương tính với chất ma túy. Công an tỉnh Quảng Ninh đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ nữ hành khách tố bị nhà xe bóc cổ, thả ở giữa cao tốc. Lực lượng chức năng cũng đang xem xét hàng loạt lỗi vi phạm của xe này. Liên quan vụ xe dù mang biển số 14B-04278, ngang nhiên chạy tuyến cố định Quảng Ninh, Hà Nội, đón trả khách dọc đường và bị một nữ hành khách tố cáo bị người của xe này hành hung. Một chỉ huy phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh triệu tập chủ xe và những người liên quan đến làm việc. Hiện đơn vị đã tạm giữ phương tiện, đang xem xét xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vận tải đối với chủ xe. Bên cạnh đó, các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh đã làm việc với chủ xe, tài xế thông báo tìm nạn nhân, xác minh tình trạng sức khỏe để điều tra làm rõ nội dung tố cáo, vị chỉ huy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ninh nói. Theo một cán bộ thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh đối chiếu với quy định hiện hành tại nghị định 100 năm 2019, tài xế và chủ xe nói trên có thể bị xử phạt nhiều lỗi điển hình như lỗi điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định thu tiền vé nhưng không đưa vé cho hành khách thu tiền vé cao hơn quy định sang nhượng hành khách dọc đường cho xe khác mà không được hành khách đồng ý đe dọa xúc phạm tranh giành lôi kéo hành khách bắt ép hành khách sử dụng dịch vụ ngoài ý muốn điều khiển xe tham gia kinh doanh vận tải hành khách không gắn thiết bị giám sát hành trình không lắp camera theo quy định đón trả khách trên đường cao tốc xe không có biển hiệu phù hiệu các hành vi trên mỗi hành vi có mức phạt từ 800.000 đồng cho đến 5 triệu đồng. Cơ quan chức năng sẽ đối chiếu với quy định để xử lý khi đã xác minh được đầy đủ các thông tin vi phạm. Vị cán bộ cho hay, trước đó trên mạng xã hội đã đăng tải thông tin một nữ hành khách bị người của nhà xe 14B04278 bóc cổ, đuổi xuống giữa cao tốc vì không chịu trả tiền vé với giá cắt cổ. Mọi người đi xe Quảng Ninh nhớ chừa xe này ra nhé, lừa đảo. Đi từ Hà Nội, Bắc Ninh 200.000 đồng. Hà Nội uông bí 400.000 đồng, móng cái 500.000 đồng. Không đồng ý trả vé cao, nhà xe dở giọng côn đồ đòi mỗi hành khách 200.000 đồng, thả xuống giữa cao tốc gần cầu đuống. Khách chụp lại biển số xe, nhà xe còn bóp cổ hành khách. Nội dung đăng tải trên mạng xã hội kèm theo hình ảnh cổ một người bị xước khiến cộng đồng mạng bất bình. Theo cơ quan chức năng, chiếc xe này không đăng ký kinh doanh vận tải, không có giám sát hành trình và không có phù hiệu. Ông trung chủ xe khách nói trên lý giải nguyên nhân là phụ xe cũng tên Trung, nhà ở thị xã Đông Triều theo xe đi chơi và đã uống bia rượu khi ở đầu bến Hà Nội. Khi xảy ra đôi co giữa Trung và hành khách thì tài xế đã can ngăn nhưng không kịp. Chiếc xe này gia đình mới mua với mục đích để kinh doanh vận tải khách du lịch, tuy nhiên chưa làm thủ tục đăng ký chuyển biển kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật, ông Trung nói. Thời điểm xảy ra sự việc, tài xế lái xe tên là Trường, trú tại thị xã Quảng Yên còn người đi cùng tên là Trung, trú tại thị xã Đông Triều. Sau khi làm việc với cơ quan công an, gia đình chủ xe đã đăng tải lên mạng xã hội để tìm nạn nhân để gặp mặt, xin lỗi và sẽ chịu trách nhiệm về sức khỏe nếu có. Mới đây, Công an huyện Định Lập, Lạng Sơn cho biết vừa tạm giữ hình sự ông Vi Văn Kinh, 50 tuổi, trú thôn Phật Chỉ, xã Đình Lập, huyện Đình Lập để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ khi tham gia giao thông. Trước đó vào hồi 16 giờ 45 phút ngày 28 tháng 2, tổ công tác của công an huyện Đình Lập làm nhiệm vụ tại km 55 700, quốc lộ 4B thuộc khu 3 thị trấn Đình Lập thì phát hiện ông Kinh điều khiển xe máy biển kiểm soát 12F60910 đi loạn choạng có biểu hiện đã sử dụng rượu bia. Tổ công tác tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn nhưng ông Kinh không chấp hành mà còn liên tục chửi bới đe dọa các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Manh động hơn, đối tượng đã có hành vi dùng tay phải đấm vào mặt của một cán bộ cảnh sát giao thông. Tổ công tác lập tức khống chế và đưa người này về trụ sở công an huyện Đình Lập để làm rõ theo quy định. Khi được đưa về trụ sở, ông Kinh vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tại trụ sở công an, ông Kinh thừa nhận trước đó có uống nhiều rượu tại nhà người quen. Tiến hành đo nồng độ cồn, kết quả là 0,177mg trên 1 lít khí thở. Tại thời điểm kiểm tra, ông Kinh không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe theo quy định. Hiện công an huyện Đình Lập đã tạm giữ ông Kinh và củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến việc chống người thi hành công vụ, mới đây công an huyện Phù Mỹ Bình Định cho biết, đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với TNHA, 17 tuổi, Đắk Lắc, để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, ngày 12 tháng 2, mùng 3 Tết, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Định, gồm 9 cán bộ chiến sĩ do Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Trạm, làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ. Đến trưa cùng ngày, Tổ công tác phát hiện TNHA điều khiển xe máy không gắn biển số chạy hướng Bắc Nam nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên a không chấp hành hiệu lệnh. Lúc này, đại úy Nguyễn Đình Long cán bộ tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện, song a vẫn tiếp tục tăng ga bỏ chạy và tông trúng đại úy Long khiến cả hai ngã xuống đường. Đại úy Long sau đó đã được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh để cấp cứu. Tại bệnh viện, kết quả chụp phim cho thấy đại úy Long bị vỡ xương khuỷu tay và gãy xương mắt chân.